đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài quý trong một niềm. Chứng thành nghiêm ba kỳ, cưng dương cùng tan thoáng, kịp không cùng tầng. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Thọ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm công pháp giới đạo tràng, mười phương hiền thành mấy bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thế hiền tiền, chứng minh hương nguyện của
nắm tay hướng Phật mà bạch rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mồn lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì chứng ngoại thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm căn cứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng ngô hộ phánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang khoa khoai nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quy giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền kinh trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương chủ dân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoại tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát,
niềm đắng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niềm đắng lìa ngu si vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát. Có những xứng ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp trước đã trong còi buông đứng, mọi người đều kinh mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát. Có sớm hoài thầm như thế, nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phụng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công năng của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ưng kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lại ích như thế, Ngài Vô Tận Y Bồ Tát bành phận rằng: Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát, vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ hoa thời Quan Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân phần vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương. Đăng đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân đế thân vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tại thiên. Đăng đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân tư tại thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia. Đàn đồ hoa Bồ Tát liền hiện thân
tăng trưởng nhà vì nó nói pháp nơi đàn dùng thân cư sĩ đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân cư sĩ vì nó nói pháp nơi đàn dùng thân tế quan đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tế quan vì nó nói pháp nơi đàn dùng Bà La Môn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp. Người đang dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tăng Ư Bà Di đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tăng Ư Bà Di vì đó nói nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng nhà cư sĩ tế quan Bà La Môn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ về đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ về đó nói pháp nơi đang xoa càng thẳng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đằng đồ thoáng bồ tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoáng bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận y quan thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quan thế âm bồ tát Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sàn hay ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô ý Ngài vô tận ý Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn con nay tin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin Ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này bây giờ còn bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng và xoa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân vi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tài như thế vào đi nơi cõi ta bà lúc đó Ngài vô tận y Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng thế
Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm, đấng đầy đủ tướng tốt nơi kề đạm vô tận. Ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn ở chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chân ý bằng. Hầu nhiều nghìn đứng pha pha nguyên thân tình lớn ta vì ông lượm nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn. Do sân niềm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niềm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rơn xuống. Do sân niềm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ rượt rỡ khuôn núi kim cang. Do sân niềm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài. Do sân niềm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chết. Do sân niềm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm. Do sân niềm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện lụa cán khuôn độc muôn hại đến thân đó. Do sân niềm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ. Do sân niềm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh anh buông nhọn đáng sợ. Do sân niềm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cà phơi độc gói lửa đông. Do sân niềm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da khói mưa lớn. Do sân niềm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xứng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xứng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh. Sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân hành trường Quán Thân tịnh Quán Trí Huệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá kháng cõi hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây thối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sạch do sân niềm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm Quán Thế Âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi. Quán Âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh phật rằng Thế Tôn nếu có chúng
sanh nào nghĩa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thị hiền. Chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 phổ môn thị hiện cư khổ tầm thanh từ bi thuyết pháp đồ mê tăng phổ cảm tùy hình tư hải thanh ninh bát nạn vĩnh vô không. Nam mô hiệu biến thông danh từ tài Quán Âm Như Lai Quảng Khoa Hoàng Thế Nam mô nhân niệm tâm vô quái ngại Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải Nguyện. Nam mô trụ ta bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tâm thính cứu khổ Nam mô Hằng Tà Ma Trời Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Ma Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sai Tâm Ma Nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đắm Nguyện. Nam mô Trú Dạ Tuần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai Thề Diệt Tam Đồ
Nam mô Bổn Nam Nhân Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Phán Thuyền Du Cổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Nam mô Tiền Tràng Phán Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Thông mà thầm nhị đại nguyện thế hoan thâm khổ hài phim từ phong ma phổ tế tâm dung sáng sáng hiện vô cùng nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm
Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Môn Thánh Thiên Chân. Bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vần tâm ấy lần trang sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi, trải lòng tròn đủ xưa nay. Trong thành quà chân có bài đính đan, hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, mà thầm vào trí huệ mơ thông. Soi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tân cả không chi khổ ách. Trong thượng tâm hiền cảnh sắc ra, sắc công chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sáng tướng nhân ông tạm đó, can pham kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân, vốn không mùa quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, tánh không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tăng cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tương đạo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn ban nhà, đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho ai ban nhà là hơn, pháp môn tối thắng cõi chân mau về. Thần chú linh trí đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thừa oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thế
tánh oai thần, trừ tất cả nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiệt bất hư an, làm thầm chú chân như thuyết rằng yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đà Đa Tấn Nam Bà Tì A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Di Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha A Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Đa Tấn Nam Bà Tì A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Đà Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đà Đô Bà Tì A Di Đà Đa Tấn Nam Bà Tì A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Đà Già Già Na Chi Na Ca Lệ Ta Bà. Đừng Quán Âm Oai Thần lòng lòng mãi thâm thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai. Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, thế Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng qua, vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng của cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cùng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn một nhà đường vào cánh phong, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có Cam Tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bên
lòng chia nhau sớm tối, cho ai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn đổ đời, mười hai đại nguyện thiền thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện Đức Như Lai thuật chuyện thiên ngài, oai thần linh hiển không hai. Tầm thanh cơ cô chẳng này công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiền tinh thì tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường. Chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quán này, một lòng nương mô câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ vững đời, vớt chúng sanh đưa tới làm ban. Chín tầng khen báo đài vàng, Di Đà Thọ kia rỡ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện Chí Tăng đành lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tư dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế Tôn đã đánh nín dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thanh tiếng mận đường vua nịnh. Mùi quen ngửi mùi thơm bóng tình, lời dền theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng găm con xe chuối, mở tướng bao la vũ trụ. Bởi lùng dùng lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối với bài tố đỏ. Nguyện tội ra từ nay dứt bỏ, chuyện sáu căn ra khỏi lầm mê. Trương đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý Tam Bảo. Phần giới căn chuyên trì chú đáo, dân tâm cùng gồng rễ vô minh. Chí phàm phu tử lưng khó thành, cầu đại gia từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian
khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành, vô biên thắng phương giai hồi hướng, phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Công vạn vô lượng khoan phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ nguyện nào, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cửu phẩm liên hoa vi vô mẫu, hoa khai kim phần ngộ vô sanh. Bấm thối Bồ Tát vi bằng lỡ, nguyên vị thư công đừng. Phổ cầm thư nhân thiên, đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường. Tự trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp mọi loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đa lòng thành, gửi tặng chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Được nén tâm mương ở ta bà, nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm, giúp cho người tổng phổ môn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế mãi trần không bờn, thân của Ngài vô tận phước lành.
từ bi cứu khổ độ sanh. Chúng con đảnh lễ chí thành quy y, chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật. Đại chí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hỏi thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Đà La Ni của tâm đại bi vô ngàn. Con xin quy y Phật pháp tăng tam bảo nguyện theo Bồ Tát Quan Âm, vì ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y giới đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn, vì ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng. Con xin trì tụng thần chú của ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần. Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tỉnh quên thế giới sanh tử luân hồi. Hải tụng thần chú như sao cuối sinh đấng sáng chói đấng có trí
bậc sư tử vương. Bậc Bồ Tát vị đại sinh ngài hai ức niệm chơn ngôn trì tụng chơn ngôn làm cho chơn ngôn linh nghiệm đấng tôi thắng hỡi đấng tôi thắng xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Nâng đại tự tại sinh ngài quá quy sức mạnh thần thông tự tại sinh ngài quá quy sức mạnh đại tự tại đấng không mô nhiệm đấng xa rời trần cầu đấng có thân hình không mô nhiệm. Hãy đến xin ngài xuất hiện đấng tự tại trong đời xin ngài trừ độc tham lam trừ độc sân hận trừ độc ngu si tham ái trừ sạch phiền não nhiễm vô. Đấng sư tử dương xin ngài xuất hiện tiếng lên hai tiếng lên đấng giác ngộ xin ngài làm cho chúng sanh giác ngộ đấng có đầy đủ lòng từ. Chúng con muốn được thấy ngài lại ngài xin ngài ban cho an vui hạnh phúc mỗi điều mong ước điều được thành tổ bậc thành tổ đệ nhất xin ban cho con tiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tổ vĩ đại người mặc giáp đen mình tròn dao hổ tay cầm hoa sen tay cầm kim can tay cầm pháp lo giác ngộ mỗi người tay cầm tích trường chiến đấu. Và cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thu bên hữu lại có sư tử trợ lực xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Quán Tăng Tam Bảo con xin quy y Bồ Tát Quan Âm tất cả ước mơ đều được thành tổ thật linh nghiệm. Thần chú thật linh nghiệm thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lo hương ơi dừa bén ơi gỗ Nam Mô Bồ
rất thẳm mà sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con ơi nghe thấy chiên trì tông ơi, nguyện tỏ như gà lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Pháp Hoa hỏi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hỏi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hỏi thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Thứ 25. Bây giờ Ngài Vô Tận quỳ gọi chắp tay bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này là Quan Thế Âm? Xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo: Này Vô Tận Ý, nên nghe cho kỳ công đức Quan Âm. Nếu coi chúng sanh chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm. Nhờ sức bi tâm mà được giải thoát, nếu gặp la sát quỷ dữ hại người, hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy, quán lại hành hành trôi buộc gông cầm cùng là giặc cướp. Giữ tâm sang suốt chánh niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh. Sống trong thiền định trí huệ lại sanh, thấu rõ ngõ ngành không còn sân hận. Nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nói dòi. Chí thành đánh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ đáng bậc anh hùng. Nếu Phật Ma Hồng muốn cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng nga tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính tình thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hàng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời Ngài Vô Tận Ý lại nghĩ thêm rằng: Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành Quan Âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của Quan Âm.
Người ở thế gian không thể hiểu được, nên Ngài mới lược giải vô tận ý về những thần bí của Đức Quan Âm. Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được, con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chúng thể hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, Ngài hiển Phật thân thuyết quát lời sanh vừa cơn tất cả từ bi hỷ xả độ chúng hằng sanh. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ấn rừng sâu để cầu Phật chi, Ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là Bích Di Phật. Nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng Ngài hiển thánh dân tu tử thanh đế, làm họ kính nể theo học đạo thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước là trên cõi thiên đàng thì Ngài sẵn sàng làm trời để thích, nên yêu sợ kẻ địch giết hại mã người, Ngài làm tướng trời tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà. Nếu vào ta bà Ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay làm phạm chỉ túc trí đa mô, giúp việc tối ưu được phong tệ tướng mặt, giàu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rượu áo từ quan tìm đường giải thoát, ở trường hợp khác Ngài hiển tiểu dương giữ dân biên cương, nhân dân an lạc nói đạo giải thoát. Dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì Ngài thói vậy biết bao xiết kể công đức của Ngài đủ 32 thân hành biến hóa cứu độ tất cả. Người niệm danh Ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt ta nay, thành thật khuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm, đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì niệm danh Ngài, tất cả quả tai theo đây tan mất, mười phương chư Phật cũng nói như thế. Bây giờ Ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng, ta nên cúng dường đức quan tự tại chuỗi ngọc như ý, lợi ích trời người quan âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường. Rồi báo quan âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc pha tí lợi ích cho đời Phật, vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ pha tí của Đức Quan Âm.
Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc một cung cho Phật ở cõi phương xa. Một dân Thích Ca Ta Bà giáo chủ như vậy đã đủ tịnh với hai phần. Đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế công đức khôn lường. Bây giờ ở trong hội trường có ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường. Được Phật ngài khen công phu đệ nhất nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng. Cùng với tâm muôn bốn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm cửa từ bi rộng mở. Tuy hoàn cảnh hiện thân quyết lòng cố chúng mà sanh vượt qua bao khổ nạn chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng không sợ khó Quan Âm Như Lai thường vào biển đông nguyện. Nam mô ở ta bà vào địa phủ Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô diệt tà ma trừ yêu quái Quan Âm Như Lai dứt trừ quỷ hiểm nguyện. Nam mô tai tịnh bình tai dương liệu Quan Âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô đại từ bi đại hỷ xã Quan Âm Như Lai quán thân bình đẳng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái Quan Âm Như Lai gông cầm đức ra nguyện. Nam mô tạo pháp thuyền vào biển khổ Quan Âm Như Lai đồ thần chúng sanh nguyện. Nam mô tiện tràng khoan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nam mô vô lượng Phật cảnh giới. Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô thân trang nghiêm tâm sáng suốt. Quan Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện. Sông ấy dài muôn dặm biển khổ rồng vô cùng.
phải niệm Phật hồng danh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tiêu tai kiết tường thần chú, con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật. Nói pháp thanh tịnh vi diệu, này hư không hãy uống cạn tất cả quả tai. Hãy làm sạch tất cả quả tai này sức nông. Hãy quát đi quả, quát đi quả thiêu đốt tất cả quả tai, đốt sạch tai quả này tinh tú. Hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ quả tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng an lành, thật an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả
các thời điều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ, Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Ma niệm ngài liền quá. Bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quang thế âm cũng khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành dẫu trong bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi nguy. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm vô lượng kiếp ta bà thế giới ngày giáng sanh xuống cõi trần gian qua thân công chúa đoàn trang diệu trang vương ngữ diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cũng mà tu phổ hiền chứng thanh đền bù công mà lao. Chọn một nhà điều vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ chi cả ai bị dốc lòng đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng mà sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây lam che phủ, có cam tiền thạch nhủ bao quanh, cảnh tốt
dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bè ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không loài đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan thấy âm danh là tự tài, khắp tam mà thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muôn độ đời, mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ma trao, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cùng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Quái thần linh hiện không mà ai, tinh thần cứu khổ chẳng này công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giấc cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng, cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường, chia thành đất